Quốc Hùng thân báo Bình Định, xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì trong video hôm nay bên em sẽ test chiếc đáy Crest Audio mã FA1201 và chiếc sub EV mã là EFV118S. Thì sub EV sử dụng 1 bát 50 thùng gỗ bọc nỉ. Và chiếc sub này thì em test để gửi tới anh Thăm ở thành phố Nam Định. Còn chiếc đáy Crest Audio 1201 thì em gửi tới anh An ở Thái Bình nha. Rồi ok các bác nha. Thì em sẽ test riêng từng sản phẩm để các bác xem được hoạt động của sản phẩm, và trước khi đã làm đóng gói gửi lên đường cho tất cả các bác luôn. Đấy, bật nguồn lên này. Rồi giờ đây đã đóng thì đèn màu đèn hai cái đèn vàng này sẽ cắt nha bác nha. Đó là đèn nguồn. Rồi lên nhạc kênh A này. Kênh A là kênh đang đánh sub nha bác nha. Cái bên này rồi tắt nha, ok nha. Rồi lên cái hai này. Sở hữu cái dòng sub EV Bass 50 của Mỹ này thì alo cho em, giá là 9.500.000, bên em bao ship toàn quốc cho tất cả bác nha. Bên em vẫn còn hàng để cho tất cả bác chơi EV nha, sub EV sub hơi nha bác. Rồi em mời chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho Quốc Hùng qua số điện thoại trong mình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.